cách chăm sóc trẻ khi mắc bệnh bạch hầu khi trẻ mắc bệnh bạch hầu việc chăm sóc đúng cách tại nhà kết hợp với điều trị y tế là rất quan trọng để giúp trẻ hồi phục nhanh chóng và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm dưới đây là những điều cha mẹ cần làm khi chăm sóc trẻ mắc bệnh bạch hầu một đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi phát hiện các triệu chứng nghi ngờ bệnh bạch hầu sốt cao đau họng khó thở mang trắng ở họng cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Trẻ có thể cần phải nhập viện để theo dõi và điều trị. Hay tuân thủ phát đồ điều trị của bác sĩ. Kháng sinh, trẻ sẽ được bác sĩ kê đơn thuốc kháng sinh để tiêu diệt vi khuẩn, nên cần phải uống đúng liều lượng và thời gian sử dụng thuốc. Antitoxin, nếu được chỉ định, trẻ sẽ được tiêm antitoxin để trung hòa độc tố của vi khuẩn. Điều trị triệu chứng, bác sĩ có thể kê các loại thuốc giảm đau, hạ sốt và các biện pháp hỗ trợ khác. 3. Theo dõi và chăm sóc tại nhà. Nghỉ ngơi, đảm bảo trẻ được nghỉ ngơi đầy đủ để cơ thể có thể hồi phục nhanh chóng. Dinh dưỡng, cần cung cấp chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, giàu vitamin và khoáng chất để tăng cường sức đề kháng. Cho trẻ ăn những món dễ tiêu, tránh thực phẩm cứng và cay nóng gây kích thích họng uống đủ nước, khuyến khích trẻ uống đủ nước để giữ ẩm cho cơ thể và làm dịu họng. Giữ vệ sinh, giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, vệ sinh đồ chơi và vật dụng cá nhân của trẻ. 4. Theo dõi triệu chứng Quan sát các triệu chứng, theo dõi sát sao các triệu chứng của trẻ, đặc biệt là khó thở, mệt mỏi và bất kỳ dấu hiệu nào của biến chứng liên lạc với bác sĩ, nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường hoặc triệu chứng nặng hơn, cần liên lạc ngay với bác sĩ để được hướng dẫn và xử lý kịp thời. 5. Cách ly và ngăn ngừa lây nhiễm. Cách ly trẻ, trẻ mắc bệnh bạch hầu cần được cách ly để tránh lây nhiễm cho người khác, đặc biệt là trẻ nhỏ và người già. Tránh tiếp xúc gần, hạn chế tiếp xúc gần giữa trẻ mắc bệnh và các thành viên khác trong gia đình. Sử dụng khẩu trang đeo khẩu trang khi chăm sóc trẻ và đảm bảo trẻ cũng đeo khẩu trang khi cần thiết. Việc chăm sóc trẻ khi mắc bệnh bạch hầu đòi hỏi sự chú ý và tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn của bác sĩ. Nghỉ ngơi đầy đủ, chế độ dinh dưỡng hợp lý, theo dõi triệu chứng và cách ly đúng cách là những biện pháp quan trọng giúp trẻ hồi phục nhanh chóng và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm. Cha mẹ cần nắm rõ các kiến thức về bệnh bạch hầu để có thể chăm sóc và bảo vệ con một cách hiệu quả. Chúc ba con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.